这, 那, 哪. Có nghĩa là đây, kia, đâu. Sau đây chúng ta học phần 1. 这有一本字典. Có nghĩa là đây có một quyển tự điển. 这有一本字典. Mời các bạn học tiếp. 这是一只猫吗? Có nghĩa là có phải là một con mèo không? 这是一只猫吗? Mời các bạn học tiếp. 这里有一条河. Có nghĩa là ở đây có một dòng sông. 这里有一条河. Mời các bạn học tiếp. 这两个人我不认识. Có nghĩa là hai người này tôi không quen. 这两个人我不认识. Mời các bạn học tiếp. 这三间房都是为你准备的. Có nghĩa là ba căn phòng này đều là chuẩn bị cho bạn. 这三间房都是为你准备的. Sau đây chúng ta học tiếp phần 2. 那桌子上有四张纸. Có nghĩa là trên bàn kia có 4 tờ giấy. 那桌子上有四张纸. Mời các bạn học tiếp. 那是5匹马吗? Có nghĩa là kia có phải là 5 con ngựa không? 那是5匹马吗? Mời các bạn học tiếp. 那里有6块蛋糕. Có nghĩa là ở kia có 6 miếng bánh gato. 那里有6块蛋糕. Mời các bạn học tiếp. 那7张票我不要了. Có nghĩa là 7 tấm vé ấy tôi không cần nữa. 那7张票我不要了. Mời các bạn học tiếp. 那8头牛都是老王家的. Có nghĩa là 8 con bò ấy đều là của nhà ông Vương. 那8头牛都是老王家的. Mời các bạn học từ mới. 桌子. Có nghĩa là bàn. 桌子. 桌子. 四. Có nghĩa là 4 tứ. 四. 四. 张. Có nghĩa là chương, tấm, tờ. 张. 张. 纸. Có nghĩa là giấy. 纸. 纸. 五. Có nghĩa là ngũ, năm. 五. 五. 匹. Lượng từ con, tấm. 匹. 匹. Mã. Có nghĩa là mã, ngựa. Mã. Mã. Liệu. Có nghĩa là 6, lục. Liệu. Liệu. Khoai. Có nghĩa là miếng. Khoai. Khoai. Đàn cao. Có nghĩa là bánh gato. Đàn cao. Đàn cao. Chi. Có nghĩa là 7. Thất. Chi. Chi. Piao. Có nghĩa là vé. Phiếu. Piao. Piao. Bú yào. Có nghĩa là không cần, không lấy. Bú yào. Bú yào. Ba. Có nghĩa là 8. Bát. Ba. Ba. Thấu. Lượng từ con. Thấu. Thấu. Mời các bạn học phần 3. Hú miền sẵng ná yếu 9条船 ạ. Có nghĩa là trên mặt hồ đâu có 9 chiếc thuyền. Hú miền sẵng ná yếu 9条船 ạ. Mời các bạn học tiếp. Sù sẵng ná yếu 10只鸟 ạ. Có nghĩa là trên cây đâu có 10 con chim.
树上哪有十只鸟啊？Mời các bạn học tiếp. 你哪有二十双鞋啊？Có nghĩa là, bạn đâu có 20 đôi giày? 你哪有二十双鞋啊？ Mời các bạn học tiếp. 他哪读过五十本书啊？ Có nghĩa là, cô ấy đâu có đọc qua 50 quyển sách? 他哪读过五十本书啊？ Mời các bạn học tiếp. 他们公司哪有一百个人啊？Có nghĩa là công ty họ đâu có 100 người. 他们公司哪有一百个人啊? Mời các bạn học tiếp từ mới. 湖面. Có nghĩa là mặt hồ. 湖面. 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 酒. Có nghĩa là chín, cửu. 酒. 酒. Thiếu.Lượng từ chiếc. Thiếu. Thiếu. Chuẩn. Có nghĩa là thuyền, tàu, ghe. Chuẩn. Chuẩn. Sụ. Có nghĩa là cây, thụ. Sụ. Sụ. Sử. Có nghĩa là mười, thập. Sử. Sử. Chứ. Mời các bạn học tiếp phần 4.这里哪有三辆车? Có nghĩa là, ở đây đâu có ba chiếc xe? 这里哪有三辆车? Mời các bạn học tiếp. 那里哪有五头猪? Có nghĩa là, ở đây đâu có năm con lợn? 那里哪有五头猪? Mời các bạn học tiếp.这几架飞机往哪飞? Có nghĩa là, mấy chiếc máy bay này bay đi đâu? 这几架飞机往哪飞? Mời các bạn học tiếp. 那几棵树种哪? Có nghĩa là, mấy cây ấy trồng ở đâu? 那几棵树种哪? Mời các bạn học tiếp. 这几个星期我哪儿也不去。Có nghĩa là, mấy tuần này tôi chẳng đi đâu. 这几个星期我哪儿也不去。